Xin chào tất cả các anh cần thủ ạ. Chào mừng các anh đã quay trở lại với video mới của kênh em, video số 36 nha các anh. Hôm nay là ngày 31 tháng 5. Em sẽ lên cho các anh một lô máy, máy hợp kim Japan Korea với lại một vài con máy China nha các anh. Tổng hợp các loại máy cho mình có nhiều sự lựa chọn ạ. Các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình hoặc là kết bạn qua Zalo với em. Em sẽ gửi chi tiết hoặc là thông số mà mình muốn tham khảo nha các anh. Thì giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship mỗi máy là 30.000. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc là đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao ship cho mình ạ. Em xin phép lên con máy đầu tiên. Đầu tiên là một con máy của hãng Daiwa, Daiwa Spotlight GS700. Sao thật của máy là 1.000 nha các anh, sao thật 1.000. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Thân máy hợp kim, cố kim loại nha các anh. Thân máy hợp kim, hợp kim cả con cho mình. Mô pin sóng, gạch cước, lăn cước đè, lăn cước còn sáng còn đẹp cho mình luôn, còn sáng đẹp luôn nha các anh. Đây là một con máy mini, một con máy mini size thực 1.000 thôi. Thông số cước của máy là cước 2 vào được 160, cước 3 vào được 110 và cước 4 vào được 80. Cước 4 mình vào được 80 nha các anh. Ngoại hình của máy đó thì cũng chạy suốt nhẹ thôi, không chạy suốt nhiều nha các anh. Có chạy suốt nhẹ. Máy chạy bon bearing một chiều, có chốt chặn cho mình. Máy quay mượt nha các anh, rất mượt rất nhẹ. Máy có mã số 1, mã số 1 giá 300k, mã số 1 nha các anh, giá 300k. Con máy tiếp theo ạ, Lion Fishing. Thì máy có size thực là 1.000, size thực 1.000, hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Hàng China xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy mũ, cố mũ, mô bin sóng, gạch cước, lăn cước đẹp, lăn cước còn sáng còn đẹp cho mình luôn, tất cả còn hoạt động tốt luôn nha các anh. Thì máy có thông số cước là cước 2.5 vào được 120, cước 3 vào được 100, ratio của máy là 1.5. Em xin lỗi, 5.1 ạ. Ratio 5.1. Máy chạy một bon bearing. Em quên báo với các anh là máy đổi tay trái phải đều được ạ. Máy nào không đổi được hoặc là quay một bên nào thì em sẽ báo cho mình. Ngoại hình của máy đã thì cũng không có chạy suốt gì nhiều nha các anh, không chạy suốt nhiều. Máy chạy một bon bearing, một chiều có chốt chặn. Đổi tay trái phải đều được. Hai chiều. Máy quay rất là mượt nha các anh. Dành cho các anh mình mua về mình câu giải trí đều được ạ. Máy có mã số 2 giá 170k, mã số 2 giá 170k nha các anh. Con máy tiếp theo ạ, một con máy của hãng Olympic, size mini luôn nha các anh. Hãng Olympic size thực là 1.500, 1.000, 1.500. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Máy hàng nội địa Nhật Bản. Thân máy hợp kim, cối mũ, mô bin sóng, gạch cước, lăn cước đẹp, còn sáng còn đẹp cho mình luôn, còn sáng đẹp luôn nha các anh. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 170, cước 3 vào được 115 và cước 4 vào được 75. Cước 4 mình vào được 75 nha các anh. Ngoại hình của máy đã chạy suốt nhẹ, có chạy suốt nhẹ, một chiều có chốt chặn cho mình. Máy chạy rất là mượt, hai chiều ạ. Máy có mã số 3, mã số 3 giá 300k nha các anh. Mã số 3 ạ, giá 300k. Con máy tiếp theo, Alumina. Thì máy có size thực là 2.000, size thực 2.000 nha các anh. Hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối kim loại,
khối kim loại nha các. Lửa gà kêu, lửa gà kêu nhỏ cho mình. Mô bin sóng, gạt cước, lăn cước đã, lăn cước bên trong còn sáng đẹp luôn cho mình, thì máy còn hoạt động tốt luôn nha các. Máy còn hoạt động tốt luôn ạ. Máy có thông số cước là cước 4 vào được 190. Ratio là 5.0. Ratio 5.0 nha các. Em xin lỗi ạ, cước 3 vào được 330. Cước 1 vào được 330 nha các. Cước 1 vào được 330. Máy size 2000. Một chiều có chốt chặn cho mình. Một chiều có chốt chặn nha các. Máy chạy mượt. Hai chiều. Chạy rất mượt nha các. Rất mượt, rất nhẹ. Máy có mã số 4. Mã số 4 ạ. Giá 250k. Máy mã số 4 nha các. Giá 250k ạ. Con máy tiếp theo. ID Crack SP2000. Thì size thực của máy là 2000 nha các anh. Size thực 2000. Hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. China xuất thị trường Nhật. Thân máy mũ, cối mũ. Mô bin sóng ạ. Mô bin sóng nha các anh. Gạt cước. Lăn cước đạ. Phần lăn cước thì có bị oxy hóa nhẹ nha các anh. Phần lăn cước bị oxy hóa nhẹ. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 120, cước 3 vào được 100. Cước 3 vào được 100 nha các anh. Ratio của máy là 5.2. Ratio 5.2. Một chiều có chốt chặn cho mình. Thì mấy cái máy này mình mà mua về mình câu giải trí rồi thôi nha các anh. Một chiều có chốt chặn, hai chiều. Máy có mã số 5, mã số 5 giá 150k ạ. À. Máy mã số 5 nha các anh. Giá 150k. Con máy tiếp theo ạ. À. Topbit XS. Size thực của máy là 2000, máy size thực 2000, hàng China xuất thị trường Nhật cho mình nha các anh. Thân máy carbon, cối mũ. Lưỡi gà kêu nhỏ, mô bin sóng. Gạt cước còn nhảy nha các anh, gạt cước còn nhảy, còn sáng cho mình luôn, còn sáng bóng cho mình luôn. Lăn cước thì có chạy sức nhẹ thôi. Tất cả còn hoạt động tốt luôn nha các anh. Máy có ratio là 5.2. Thông số cước là cước 2 vào được 100m, cước 2 mình vào được 100m nha các anh. Ratio 5.2. Một chiều, có chốt chặn cho mình. Rất mượt, rất nhẹ nha các anh, hoạt động rất tốt. Hai chiều ạ. Máy có mã số 6, giá 150k. Mã số 6 giá 150k nha các anh. Con máy tiếp theo ạ. Suzuki 0070ST. Thì máy có size thực là 2000, size thực 2000, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối mũ. Mô bin sóng nha các anh. Gạt cước. Lăn cước. Lăn cước thì bên trong chạy xước nhẹ thôi ạ. Chạy xước oxy hóa nhẹ thôi. Tất cả còn hoạt động tốt hết cho mình. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 130, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 80 nha các anh. Cước 4 vào được 80. Một chiều. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy quay rất là nhẹ. Rất là nhẹ nha các anh, hai chiều ạ. Hai chiều. Hoạt động tốt hết nha các anh. Thì máy có mã số 7, mã số 7 giá 190k. Mã số 7 giá 190k. Con máy tiếp theo ạ, một con máy của hãng Ryobi. Hãng Ryobi nha các anh. Thì size thực của máy là 1000 1500. Máy này thuộc dạng mini nha các anh. Size 1000 1500 thôi. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Thân máy hợp kim, cối hợp kim luôn, hợp kim cả con cho mình. Mô bin sóng. Gạt cước.
lăn cước đã còn sáng bóng cho mình luôn, tất cả còn hoạt động tốt hết nha các anh. Thì máy có Raito là 4.75, Raito của máy là 4.75. Thông số cước là cước 2 vào được 107, cước 3 vào được 102 và cước 4 vào được 90 nha các anh. Ngoại hình của máy rơi vào khoảng tầm 80%, cối bị chày xước nhẹ thôi. Còn phần thân máy thì không có chày xước gì hết, nhưng mà bị mất tem hai bên nha các anh. Máy nó bị mất tem hai bên này. Còn ngoại hình của nó vẫn còn đẹp nha các anh. Một chiều có chốt chặn, tay quay đổi tay trái phải đều được. Hai chiều ạ. Máy chạy mượt nha các anh. Máy có mã số 8. Mã số 8 giá 250k. Mã số 8 giá 250k ạ. Con máy tiếp theo, một con máy của hãng Suzumi Supercat. Máy có size thực là 2000, size thực 2000, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình. Korea xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu, mô bin sóng. Gạt cước rất là nhạy nha các anh, gạt cước rất là nhạy luôn. Lăn cước đây, lăn cước còn sáng cho mình luôn nha các anh. Tất cả còn hoạt động tốt hết. Thì máy có Raito là 5 chấm. Nó bị mờ rồi nha các anh. Tầm 5.0. Thông số cước của máy là cước 1.5 vào được 1.6, cước 2 vào được 1.3 và cước 3 vào được 80. Cước 3 vào được 80 ạ. Một con máy của hãng Suzumi, nắm tay quay cán gỗ cho mình. Một chiều có chốt chặn, đổi tay trái phải đều được. Đổi tay trái phải đều được nha các. Máy chạy rất là mượt, rất nhẹ nè. Hai chiều. Máy có mã số 9 ạ. Mã số 9 giá 220k. Mã số 9 giá 220k nha các. Con máy tiếp theo ạ. Con máy tiếp theo thì máy này nó bị mờ tay rồi nha các. Bị mờ tay rồi. Cross 2000 Z. Size thực của máy là 2000-2500 nha các anh. Tầm 2000-2500. Thì máy hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Hàng China xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy carbon. Cối kim loại nha các anh. Lưỡi gạt kêu nhỏ. Mô bin sóng. Gạt cước rất là nhạy ạ. Lăn cước thì còn sáng cho mình luôn, còn sáng còn đẹp luôn nha các anh. Máy có thông số cước là cước 1 vào được 130, cước 2 vào được 100 và cước 3 vào được 75 nha các anh. Cước 3 mình vào được 75 ạ. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy chạy hai bomberin nha các anh. Hai chiều ạ, tay quay đổi tay trái phải đều được. Máy có mã số 10 giá 190k. Mã số 10 giá 190k nha các anh. Máy tiếp theo nha các anh, máy tiếp theo. Một cái máy của hãng Ryobi, Synod VS700ZM. Máy của hãng Ryobi nha các anh, size thực là 2000, máy size thực 2000, hàng nội địa Nhật Bản cho mình luôn ạ. Máy hàng nội địa Nhật Bản. Thân máy carbon. Cối kim loại. Lưỡi gà kêu. Mô bin sóng. Gạt cước đây nha các anh. Gạt cước nhạy nha. Còn tốt cho mình. Lăn cước còn sáng bóng luôn ạ. Thì tất cả còn hoạt động tốt hết. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 130. Bị mờ rồi nha các. Máy bị mờ rồi. Raito của máy là 5.2. Raito 5.2. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy chạy 3 bombering. Rất là nhẹ. Đổi tay trái phải đều được nha các. Máy chạy rất là nhẹ luôn. Nắm tay quay cán gỗ. Rất là đẹp nha các. Nắm tay quay cán gỗ.
hai chiều. Máy có mã số 11, mã số 11 giá 300k. Mã 11 nha các anh, giá 300k ạ. À. Con máy tiếp theo, một con máy của hãng Daiwa. Daiwa Regard X. Thì máy có size thực là 2000 nha các anh. Máy size thực 2000, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình. Made in Thái Lan nha các anh. Thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu. Mô pin sóng nha các anh. Mô pin sóng này ạ. À. Gạt cước. Lăng cước, tất cả còn hoạt động tốt hết cho mình. Lăng cước còn sáng còn đẹp luôn nha các anh. Còn sáng còn đẹp luôn. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70. Cước 4 mình vào được 70 nha các anh. Máy chạy 2 bom brin, một chiều có chốt chặn. Chạy 2 bom brin nha các anh. Rất là nhẹ, đổi tay trái phải đều được. Nắm tay quay cán gỗ hai chiều. Máy có mã số 12, mã số 12 giá 330k ạ. À. Mã số 12 nha các anh, giá 330k. Con máy tiếp theo, một con máy của hãng Daiwa luôn nha các anh, máy hãng Daiwa. 2000 2B Regard X. Thì size thực của máy là 2000 nha các anh, máy size thực 2000, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu to. Mô pin sóng nha các anh, mô pin sóng cho mình. Gạt cước. Lăng cước đây ạ, à. Lăng cước còn sáng còn đẹp luôn. Tất cả còn hoạt động tốt hết nha các anh. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70. Cước 4 mình vào được 70 ạ. À. Máy chạy 2 bom brin, một chiều. Đổi tay trái phải đều được. Một chiều có chốt chặn cho mình. Hai chiều. Máy chạy rất là nhẹ nha các anh. Máy có mã số 14, 13 ạ, à. Máy mã số 13, giá 350k. Ngoại hình còn đẹp luôn nha các anh. Máy mã số 13, giá 350k. Con máy tiếp theo. Con máy tiếp theo. Máy này có size thực là 2500 tới 3000 nha các anh. Máy size thực 2500 3000. Hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cố mũ. Lưỡi gà kêu, kêu nhỏ cho mình nha. Mô pin sóng. Gà cước rất là nhạy nha các anh. Còn nhạy còn sáng đẹp cho mình luôn. Lăng cước cũng vậy, sáng bóng nha các anh. Tất cả còn hoạt động tốt hết. Thì máy có thông số cước là cước 3 vào được 180, cước 4 vào được 110 và cước 5 vào được 85. Máy chạy 1 bom brin. Ratio của máy là 5.2. Chạy 1 bom brin nha các anh, một chiều có chốt chặn. Đổi tay trái phải đều được. Rất là nhẹ. Máy chạy nhẹ nha các anh, hoạt động rất là mượt. Máy có mã số 14 giá 190k. Mã số 14 giá 190k. Con máy tiếp theo ạ, à, con máy của hãng Daiwa Loncat Bull. Thì máy có size thực là 2000, size thực 2000, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình nha các anh. Thái Lan xuất thị trường Nhật, thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi gà kêu đây nha các anh. Mô pin sóng. Gạt cước. Lăng cước đã, lăng cước bên trong còn sáng còn đẹp cho mình luôn. Thì phần gạt cước có bị chảy xước nha các anh. Gạt cước có bị chảy xước. Máy không có ghi thông số cước nha các anh. Không có ghi thông số. Máy chạy 2 bom brin, một chiều có chốt chặn.
nắm tay quay. Rất là đẹp nha các anh. Rất là đẹp. Một chiều, hai chiều. Máy có mã số 15, mã số 15 giá 330k. Mã số 15 nha các anh, giá 330k ạ. Con máy tiếp theo, một cái máy của hãng Shimano Holiday Spin 2000. Size thật của máy là 2000 nha các anh. Hàng Malaysia xuất thị trường Nhật cho mình. Hàng Malaysia nha các anh. Thì thân máy là carbon, cối mũ, bô bin sóng, gạch cước đây ạ. Rất là còn rất là đẹp, còn nhạy luôn. Thì phần lăng cước thì bên trong có bị oxy hóa do để lâu, nên các anh về các anh bảo dưỡng giúp em ạ. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70 nha các anh. Cước 4 vào được 70 ạ. Máy chạy bombering. Một chiều, có chút chặn cho mình, đổi tay trái phải đều được. Máy chạy cực kỳ mượt nha các anh. Rất là mượt. Hai chiều. Máy có mã số 16, mã số 16 giá 270k. Mã số 16 giá 270k nha các anh. Con máy tiếp theo, một con máy đuôi chuột của hãng Daiwa. Daiwa Carbon Speed Spin GS700. Size thật của máy là 2000 nha các anh. Máy size thật 2000. Hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Máy hàng nội địa Nhật, made in Japan. Thân máy carbon, cối mũ, mô bin sóng, gạch cước, lăn cước đây ạ. Lăn cước còn đẹp cho mình, còn sáng bóng luôn nha các anh. Thì tất cả còn hoạt động tốt hết. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 170, cước 3 vào được 120 và cước 4 vào được 85. Cước 4 vào được 85. Máy chạy bombering. Chạy bombering nha các anh. Một chiều đây ạ, một chiều có chốt chặn. Hai chiều. Đuôi chuột đây nha các anh. Máy có đuôi chuột. Còn sáng ngần đẹp cho mình. Thì bị chạy xước nhẹ thôi. Chạy xước nhẹ thôi nha các anh. Máy có mã số 17 giá 270k. Mã số 17 giá 270k nha các anh. Con máy tiếp theo, một con máy đuôi chuột của hãng Daiwa luôn. Mà con này size lớn hơn nha các anh. Carbon Spool. Size thật của nó là 5000. Size thật 5000. Hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Made in Japan. Thân máy carbon, cố mũ nha các anh. Mô bin sóng. Mô bin sóng. Gạch cước. Gạch cước còn sáng còn đẹp luôn nha các anh. Lăn cước đây ạ. Còn sáng bóng cho mình luôn. Thì tất cả còn hoạt động tốt hết. Máy có thông số cước là cước 3 vào được 210, cước 4 vào được 150. Cước 4 vào được 150 nha các anh. Máy của hãng Daiwa. Máy chạy bombering. Ngoại hình thì cũng còn đẹp cho mình. Ngoại hình rất là sáng nha các anh. Một chiều đây, một chiều có chốt chặn. Chạy rất là mượt. Hai chiều. Máy còn hoạt động tốt luôn nha các anh. Đuôi chuột đây ạ. Máy có mã số 18, mã số 18 giá 550k. Mã số 18 giá 550k nha các anh. Con máy tiếp theo ạ, một con máy của hãng Ryobi. Ryobi Carbon Master. Máy size thực 3000 nha các anh. Size thực 3000, hàng Hồng Kông xuất thị trường Nhật cho mình. Hồng Kông xuất thị trường Nhật nha các anh. Thân máy carbon, cối mũ,
Mobin sóng và cước rất là nhạy luôn. Lăn cước đây ạ. Bên trong còn sáng còn đẹp cho mình, tất cả còn hoạt động tốt hết nha các anh. Rato của máy là 4.6. Thông số cước, cước 3 vào được 208, cước 4 vào được 109 và cước 5 vào được 150. Rato 4.6 nha các anh. Máy chạy bombering. Một chiều có chốt chạy cho mình. Chạy bombering nha các anh. Hai chiều ạ. Một chiều có kêu tiếng. Đổi tay trái phải đều được nha các anh. Máy có mã số 19. Mã số 19 giá 220k. Mã số 19 ạ, giá 220k. Con máy tiếp theo. Con máy tiếp theo nha các anh. Super Challenger VX700. Size thật của máy là 2000. Máy size thật 2000. Hàng Korea nha các anh. Korea xuất thị trường Nhật. Thân máy carbon. Cối mũ. Mô bin sóng. Gạt cước. Gạt cước còn nhạy nha các anh. Lăn cước đà. Lăn cước còn đẹp cho mình luôn. Còn hoạt động tốt hết nha các anh. Thì máy có thông số cước là cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100 và cước 4 vào được 70. Cước 4 vào được 70. Máy chạy bombering, một chiều có chốt chặn. Hai chiều. Hoạt động rất là mượt nha các anh. Rất là mượt cho mình. Thì máy có mã số 20. Mã số 20 giá 200k. Mã số 20 giá 200k ạ. À. Con máy tiếp theo ạ, à, một con máy của hãng Suzumi. Bin Fighter 1500, sao thật của máy là 2000 nha các anh. Sao thật 2000, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối kim loại. Lưỡi gà có kêu nhỏ. Mô bin sóng. Gạt cước còn nhạy luôn nha các anh. Lăn cước còn sáng còn đẹp cho mình. Còn bên ngoài thì có chày xước. Có chày xước nha các anh. Máy có thông số cước là cước 1.5 vào được 180, cước 2 vào được 130 và cước 3 vào được 90. Rato của máy là 5.3. Rato 5.3. Nắm tay quay cán gỗ rất là đẹp cho mình. Một chiều có chốt chặn. Hai chiều ạ. Máy có mã số 21 nha các anh. Mã số 21 giá 230k. Mã số 21 ạ, giá 230k. Con máy tiếp theo. Excellent C2 Spin 3000. Size thực của máy là 2000 nha các anh. Máy size thực 2000, 2500. Hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Thân carbon, cối mũ. Lưỡi gà kêu nhỏ. Mô bin sóng. Gạt cước còn nhạy, còn đẹp sáng cho mình luôn ạ. À. Lăn cước cũng đẹp. Còn đẹp luôn nha các anh. Sáng bóng luôn ạ. À. Máy có thông số là cước 3 vào được 180, cước 4 vào được 130. Rato của máy là 5.2. Rato 5.2 nha các anh. Một chiều có chốt chặn cho mình đây. Máy hoạt động mượt nha các anh, mượt rất nhẹ. Hai chiều ạ. Máy có mã số 22 giá 190k. Mã số 22 giá 190k nha các anh. Máy tiếp theo ạ. Một máy của hãng Daiwa Jupiter X. Size thật của máy là 2000 nha các anh. Máy size thật 2000, hàng China xuất thị trường Nhật cho mình. Thân máy carbon, cối mũ. Lưỡi gà kêu. Mô bin sóng. Gạt cước. Lăn cước. Lăn cước còn sáng còn đẹp luôn. Tất cả còn hoạt động tốt hết nha các anh. Máy có thông số cước là cước 2 vào được 200, cước 3 vào được 150 và cước 4 vào được 100 ạ. Cước 4 mình vào được 100. Một chiều có chốt chặn cho mình. Máy hoạt động rất là mượt.
rất mượt, rất nhẹ luôn nha các anh. Hai chiều. Hoạt động rất là nhẹ cho mình. Máy có mã số 23, mã số 23, giá 250k ạ. À. Mã số 23 nha các anh, giá 250k. Con máy cuối cùng nha các anh. Con máy cuối cùng, một con máy của hãng Daiwa, Daiwa Milan 1050. Size thật của máy là 6000. Size thật 6000 nha các anh, hàng nội địa Nhật Bản cho mình. Thân máy hợp kim. Cối kim loại cho mình luôn ạ. À. Một pin sóng. Gạt cước. Lăn cước đây ạ, lăn cước còn sáng còn đẹp luôn. Còn sáng đẹp luôn nha các anh. Thì máy bị mất tem nên em không đọc thông số cho các anh được ạ. Chạy 3 bom bring nha các anh. 3 bom bring, một chiều có chốt chặn. Đổi tay trái phải đều được. Hai chiều. Máy chạy rất là mượt nha các anh. Chạy rất là mượt, dành cho các anh mình câu bạo lực thoải mái nha các anh. Size 6000. Máy hãng Daiwa, hàng nội địa Nhật cho mình. Máy có mã số 24, giá là 550k nha các anh. Mã số 24, giá 550k ạ. À. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Thấy hay thì cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và các anh cũng đừng quên bật chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của em ạ. Các anh mình muốn xem rõ thông số nào của máy nào thì mình cứ kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi chi tiết máy và thông số của máy cho mình nha các anh. Em chúc các anh một ngày vui vẻ ạ. Chúc các anh đi câu được nhiều cá. Em chào các anh.